Để Kiệt đọc nhưng mà một phút đọc mấy cái comment quý vị. Năm thứ nhất là kinh tế. Thì hôm nay là quý vị thấy kinh tế là hình như ở khắp thế giới ai cũng bị nạn kinh tế khủng hoảng. Nạn đói thì mình đã thấy có đói rồi đó. Thiên tai thì từ Úc, châu Âu, châu Mỹ, quốc gia nào cũng có bị thiên tai hết của thời tận thế này. Bệnh dịch là Covid, chiến tranh là mình đã thấy Ukraine với Nga rồi đó, nhưng mà nó chỉ là một phần chiến tranh, cái mà sắp sửa ra nữa kìa. Từ đây tới cuối năm Đảng Cộng Hòa lên thì mọi chuyện sẽ thay đổi hết. Marcel Nguyễn hôm nay thấy chú ốm đi, ốm hả? Ốm. Rồi bữa bị cái chân bữa nay đi được rồi không có gì. Bữa nay là đi đến bình thường. Mấy người bác sĩ tập. Tại bữa đá banh á, thế nó bị gãy cái chân. Cho nên nằm mấy tháng. Thì cũng đau quá, cũng không có lên trên đây cái clip 143, đau quá chịu không có nổi. Bữa nay cũng hết rồi. Chắc ở trên nó cho mình chuẩn bị lại hết chân cẳng để chuẩn bị đi lội bộ khắp nước Việt, đi kiếm sư phụ. Tiết hạnh đoàn thị ông Shinzo Abe có về với cha không chú? Xin về tướng tử với thần. Ở nước Nhật là thờ thần, ổng là một vị chắc cũng về, nhưng mà ở tầng thấp. Nhưng mà ổng sẽ là một cái ngòi giống như đổ xăng vô lửa để cho Nhật nó quýnh Trung Cộng vô lẹ nữa. Tại nó còn ghét nữa. Người Nhật người ta có tinh thần lắm. Đó là những cái mà đó là cho cái cơ vận đi mau một chút á, nó vậy đó. Thiên tâm tranh chú ơi, những công nhân làm không trọ thì sao? Không trọ thì cứ chuẩn bị có nhiều tiền mua lương thực thì cứ chuẩn bị. Thiên mai như hạn nói sao ông cụ thủ tướng Nhật bị ám sát vậy anh? Thì mới giờ nói đó, thì cơ bản mà thì lâu lâu á mà bề trên cho một cái chuyện như vậy để mà để cho nó nước Nhật á nó ấy lên chút, ghét Trung Cộng thêm. Đức thầy đang ở đâu vậy chú? Nếu chú biết chú đâu đi tì thì đâu đâu biết nghi hộ đâu đâu, nhưng mà chưa xuất hiện. Tại chưa chiến tranh á, nghi hộ chưa xuất hiện đâu. Phải có chiến tranh thứ ba nhảy ra xảy ra phụ mới xuất hiện. Này là Hồng Thiên sông núi nước Việt. Có cái bản đồ Việt Nam á, quý vị thấy không? Thấy bản đồ Việt Nam không? Nếu mà mình che lá cờ thì mấy ổng nói mình kỳ thị lá cờ, không mình để nhé lá cờ một chút. Bản thân là tự nhiên có lá cờ. Ngay cái lăng của Bác Hồ giống như cái đồ chụp gà vậy đó. Mình nuôi gà nồi rồi mình đi đá phong thủy mà chụp lại để tránh cản trở phong thủy. Cho nên việc không có tiến bộ nổi là cái chụp gà này. Thì lúc mà kìa hỏi cái hình bản đồ nước Việt mà bằng mây nè, thì trên mới cho được biết à. Thì Hồng Thiên sông núi nói là mấy vị lúc nào cũng quan tâm tới mình từ bao nhiêu nghìn năm. Nước Việt của mình nó lớn lắm, nó nằm ở bên bờ bên sông Hoàng Hà ở bên kia, hầu như là 50-60% lãnh thổ của nước Tàu là nước Việt. Thì mình cứ bị người Tàu ăn hiếp, cứ đánh chạy dài xuống tới ngày hôm nay. Còn ở chút xíu ở đây thôi mà nó cũng không tha. Thiên Diệu Hiền nói người Việt đại phước có anh Kiệt ở, anh biết nói tiếng Việt. Còn có anh nói tiếng Mỹ thì ai hỏi tiếng Mỹ anh sẽ nói tiếng Mỹ. Thiên Tâm Thanh Bạc nói chú Kiệt ơi, hình tướng chư thiên như thế nào màu tộc?
Con sao thì chữ thiên cũng vậy, nhưng mà chữ thiên không có già, chữ thiên đẹp hơn hơn mình. Cái người mà đẹp nhất của thế gian đó, hoa hậu gì ta, hoa hậu nào đẹp nhất ở ở Việt Nam gì hiện giờ, cũng không bằng người xấu nhất ở trên trời nữa. Mình cứ tính vậy, ngẫm mà nói dân giàu Việt Nam chỗ qua Mỹ quá trời. Ở Mỹ này á, nó giàu là vì những nhà tỷ phú của Mỹ á, họ để tiền trong nước Mỹ. Thì một người giàu nuôi cả, nó có nhiều cơ xưởng thì nuôi cả triệu người người nghèo. Nhưng ở bên Việt Nam bao nhiêu người làm có nhiêu tiền á, bưng vốn về đi qua Mỹ hết. Cho nên cuối cùng á là cả cả 90%, 90 triệu người vẫn là đói khổ nghèo là cứ như vậy. Cái tài sản nó không có giữ lại trong nước, nó cứ ta đi ra ngoài không, giống như cái túi của giống như người mình có cái túi mà túi nó bị lủng vậy đó. Ở bển á giống như vậy, mình nói này chính trị mất công đụng chạm người ta. Một số người đầu tư đại gia và một số người bán, gọi là bán chức quyền, họ không có đầu tư nhưng mà họ bán chức quyền để cho những số người đầu tư ở ngoài, thì hai cái thành phần này nó sẽ giàu mà rất là nhiều nha, nó hàng triệu người á, mà họ không muốn sự thay đổi, tại vì thay đổi họ không có làm ăn được. Nhưng mà khi cái nước Việt những cái năm thời xưa á, cái bên năm 7 năm còn có này có kia có đất rồi giành được, bây giờ đất cũng đâu có giành được, giờ á chỉ di mạch là lẻ nhất mà họ không có biết làm mấy cái này thì làm sao mà giàu được. Còn đất ở Việt Nam cứ xây khách sạn xây nhà hàng, cứ hai cái nghề đó là làm hoài không có tiến bộ được. Làm gì làm, hồn thiên trong núi lúc nào cũng bảo quản cho nước Việt, quý vị nên nhớ vậy, cứ yên tâm.